Âm thanh. Chào các bạn hãy xem video sau. Khi nhạc được bật lên, thì màn loa dao động, đẩy các hàng xóm bay lên. Vậy âm thanh có liên quan đến dao động? Trong vật lý, âm thanh được định nghĩa như sau. Âm thanh là các dao động cơ học của các phân tử, nguyên tử hay các hạt làm nên vật chất và lan truyền trong vật chất như các sóng. Bây giờ, các bạn hãy xem tiếp video. Mình sử dụng hai điện thoại đã cài đặt phần mềm đo độ to của âm thanh có đơn vị là dB và loa Bluetooth để khuếch đại âm thanh. Bây giờ, mình sẽ bật nhạc và các bạn sẽ quan sát nha. Đổ đầy nước vào bình chứa có chiếc điện thoại vẫn nhận được âm thanh từ bên ngoài. Chiếc điện thoại này đã được bọc kín bởi màn bọc ni lông là một chất trắng. Trong thí nghiệm này, âm thanh đã đi từ loa qua không khí, qua nước trong bình chứa và cuối cùng là qua màn bọc ni lông. Điều này có nghĩa là âm thanh truyền được trong cả ba môi trường trắng, lỏng và khí. Các bạn sẽ nghe được những âm thanh to nhỏ khác nhau. Độ to nhỏ này được biểu thị bằng đại lượng decibel, ký hiệu là dB. Bây giờ, mình sẽ để cho điện thoại phát ra một âm thanh khác. Các bạn hãy nghe xem mình nghe được âm thanh ở mức nào nhé. Qua khỏi 20 cứu em rồi. Các bạn đã có ai nghe được âm thanh chưa? Hãy viết số mà bạn nghe được lên giấy. Ngưỡng nghe. Con người có thể nghe được âm thanh trong dải tần số từ khoảng 20 Hz đến khoảng 20.000 Hz, tương đương 20 kHz. Trên thực tế, trong ngưỡng nghe thì tai của mỗi người có các khoảng giới hạn tần số có thể nghe được khác nhau. Còn ngưỡng nghe của bạn là bao nhiêu? Âm thanh phụ thuộc vào một yếu tố khác. Khác với độ to, người ta gọi yếu tố này là tần số dao động Hz, là tần số dao động trong một giây, đơn vị là Hz. Đây là sự cao và trầm trong âm thanh. Bài học kết thúc rồi. Các bạn có câu hỏi nào không? Nếu có, hãy thử hỏi mọi người xung quanh hoặc hỏi Trạng nha. Hẹn gặp lại các bạn vào những video khác của Trạng. Chào tạm biệt!